Cựu đại tá Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, sáng nay ngày 12 tháng 8 ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ để tha trái pháp luật đối tượng đang trong quá trình xác minh thông tin tội phạm. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội và sau 5 năm mới được phát hiện khi công an thành phố Hà Nội rà soát, lật lại hồ sơ vụ án. Ba cựu cán bộ công an quận Tây Hồ cùng ra tòa với cựu đại tá Phùng Anh Lê trong vụ án này gồm Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Vũ Công Ngọc, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, và Lê Đình Trung, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bị truy tố về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Cáo trạng xác định, bị cáo Phùng Anh Lê khi còn đương chức biết rõ Nguyễn Hữu Tài, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, đã cùng một số đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình xác minh thông tin tội phạm. Tuy nhiên, khi nghe ông Phùng Văn Bảy, chú họ của Phùng Anh Lê đặt vấn đề, Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, yêu cầu đưa 110 triệu đồng, rồi chỉ đạo cấp dưới thả người. Các bị cáo Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung bị xác định là mặc dù biết chỉ đạo của Phùng Anh Lê là trái pháp luật, nhưng vẫn chấp hành, thực hiện việc tha trái pháp luật đối với Nguyễn Hữu Tài. Hậu quả Nguyễn Hữu Tài được tha trái pháp luật, đơn trình báo của công dân không được xác minh làm rõ, hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Tài không bị điều tra xác minh xử lý cho đến khi Công an thành phố Hà Nội phát hiện vụ việc. Quá trình điều tra, bị cáo Phùng Anh Lê bị xác định là không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới, không thừa nhận việc nhận hối lộ 110 triệu đồng, chủ động tạo ra các chứng cứ không đúng sự thật khách quan nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.